Như vậy là tóm lại đề ra là như thế này Mạch có hai tụ ghép nối tiếp như thế Ngay thời, thời điểm dòng bằng giá trị hiệu dụng Thì một tụ được tháo nhanh ra Sau đó lắp lại bình thường Ví dụ một tụ C2, C1 được tháo ra Sau đó mạch được gắn lại à, bình thường Để cho nó hoạt động à, Hỏi rằng là sau đó thì điện áp cực đại Giữa hai đầu cột cảm là bao nhiêu Thì đầu tiên các em chú ý đây này Điện dung của tụ lúc đầu là C1, C2 nối tiếp trên C1 cộng C2 mà C1 bằng C2 C0 Cho nên cái này bằng C0 chia 2 Sau đó Một tụ được tháo ra nhanh Thì chỉ còn một tụ còn lại Vậy C phẩy sẽ bằng C2 Bằng C0 đó. Bây giờ ta phải quan tâm Là để tìm điện áp Giữa hai U0 phẩy Lúc đầu cho U0 bằng 8 căn 6 Sau đó hỏi U0 phẩy bằng bao nhiêu Thì ta phải quan tâm đến Xem năng lượng mất bao nhiêu khi tháo tụ C1 ra thì mất đi một tụ C1 Vậy cái năng lượng bị mất chính là năng lượng chứa trong tụ C1 Thì các em chú ý là khi thời điểm tháo đó thì Y bằng Y hiệu dụng Y bằng Y hiệu dụng có nghĩa là bằng Y0 chia cho căn 2 Mà Y khi mà Y0 Y bằng Y0 chia căn 2 thì lúc đó năng lượng từ bằng năng lượng điện và bằng 1 phần 2 năng lượng toàn bộ đó, chú ý là khi mà À, bằng giá trị có giá trị à, đại lượng quy Uy bằng giá trị hiệu dụng thì lúc đó năng lượng điện bằng năng lượng từ và bằng năng lượng toàn bộ chia 2 Vậy thì ấy, lúc này thời điểm này v C1 bằng v C2 bằng một nửa v kép C tức là bằng v C bằng v chia cho 4 đó như vậy ngay tại thời điểm đó thì năng lượng trên tụ C1 là v trên 4 năng lượng trên tụ C2 là v trên 4 và năng lượng trong cuộn cảm là V kép 2 Đó. Và ngay tại thời điểm này thì tụ C1 bị lấy ra. Vậy thì năng lượng bị mất. Năng lượng bị mất thì bằng chính là bằng năng lượng trong tụ C1, Tức là bằng V chia cho 4. Vậy từ đó suy ra năng lượng còn lại V kép phẩy và năng lượng lúc đầu trừ năng lượng bị mất. Đấy. Như vậy năng lượng lúc đầu trừ năng lượng bị mất là V chia 4. Như vậy 3 phần 4, phải kẹp Đó, như vậy đó là tính năng lượng còn lại Vậy cái nhân cái không lại hỏi Không hỏi về năng lượng Mà lại hỏi về điện áp Vậy thì cái này, chú ý cái này Chính là C phẩy U0 phẩy bình chia 2 Còn cái này Chính là C U0 Bình chia 2 à. Như vậy từ đó suy ra U0 phẩy sẽ bằng U0 U0 Căn. 3 phần 4 nhân với C trên C phẩy à, C trên C phẩy đây C trên C phẩy thì bằng 1 phần 2 1 phần 2 và cái U0 là 80 tại bằng 8 căn 6 Rồi, bây giờ ta bấm máy tính xem bằng bao nhiêu 8 căn 6 căn 3 phần 8 bằng 12 như vậy U0 bằng 12V 12 có nghĩa là chọn phần A Đấy. như vậy là kem lưu ý lại về mặt phương pháp là như thế này là ngay tại thời điểm dòng bằng giá trị hiệu dụng thì tụ C1 được tháo ra thì ta phải quan tâm lúc tụ C1 tháo ra thì cái phần bị mất chính là năng lượng trong tụ C1. Vậy năng lượng còn lại thì lấy năng lượng ban đầu trừ năng lượng bị mất. Ừ. Thì năng lượng à, mà lại không hỏi năng lượng liên quan đến điện áp thì các em chú ý là C à, thì năng lượng là sau sẽ bằng C phẩy U không phải bình chia cho 2. À, còn cái này thì C U không bình chia cho 2. À, trong đó C là điện Uh, là điện dung của tụ lúc đầu gồm hai tụ ghép nối tiếp thì tích trên tàu sau khi lấy ra thì năng lượng uh, tụ còn lại chỉ mình tụ C2 đó như vậy là phải chú ý về cách trình tự cách làm và về phương pháp làm để làm các bài khác.